Audio Jungle. Xin chào bà con, thì cái đây là cây bơ ghép, giống bơ ghép trái lò dây lớn của anh Hiền ở Krông Anna, Đắk Lắk. Thì cây bơ này anh chia sẻ thì năm ngoái là anh không thu được trái nào luôn. Thì năm nay vừa rồi anh đã hướng dẫn và phun thuốc ở bên trái cây thông Mũ Lắk được 3 lần, 3 đến 4 lần. Thì tiến hành nó đã đậu trái nhỏ này. Thì sau khi đậu trái nhỏ này á, bắt đầu mình cho anh là phun thuốc hãm ngọn và phun thuốc nấm. Đầu tiên là hai cái đó vấn đề quan trọng. Cái thứ ba đó là phun canxi. Và cái thứ tư đó là phun côn trùng kết thúc. Thì ở giai đoạn mà trái đậu như thế này rồi á, thì mình sẽ hỗ trợ bà con hết mình là có thể đậu tới 70-80% so với lượng trái đã rụng và sẽ nhảy xong. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là giai đoạn này bà con phải phun thuốc hãm ngọn nha, để cho tình trạng dinh dưỡng nó khỏi bị cạnh tranh giữa ngọn và trái. Mình nhắc lại á, một số bà con luôn thắc mắc tại sao mà cây bơ nó vừa ra ngọn mà vừa ra hoa. Thì cái này cơ chế bắt buộc nó phải ra ngọn và ra hoa để cho những cái lá già nó ra rụng hết đi á, thì những cái lá non này nó cơ chế để nó hấp thụ dinh dưỡng và tạo quang hợp để cho cây nó đậu rất là nhiều. Nếu mà ở giai đoạn trái nhỏ như thế này á, mà những cây bơ ghép á, đó mình nói riêng những cây bơ ghép nha, còn ở bơ thường thì nó khác. Giữa bơ ghép và bơ bút nó có một cơ chế như nhau, phải có lá để quang hợp. Nếu không có lá thì ở giai đoạn trái như hạt bắp này á, hạt ngô á, thì nó sẽ rụng hết. Đó mình khẳng định với bà con luôn, xác suất nó đậu rất là thấp, nên cái lá rất quan trọng, nên bà con đừng có lo lắng nhiều. Cái đó là mình chia sẻ bà con, có lá rất là tốt, khi đó bà con có thể phun thuốc vào đó hấp thụ rất là nhanh. Nhưng khi bà con phun thì mình khuyến cáo bà con nên phun ở hai mặt lá, để cho thứ nhất ở trên mặt lá hấp thụ, dưới mặt lá hấp thụ. Nếu mà bị rửa trôi do sương muối hoặc mưa phùn nhỏ thì chúng ta còn ở mặt dưới lá nó còn hấp thụ rất là nhiều dinh dưỡng. Thì toàn bộ những cái bơ này mình quay rất là chi tiết cho bà con xem về sản lượng đậu. Thì hôm trước mình tiếc là mình không quay cái giai đoạn mà đang nở hoa để cho bà con xem được, lúc đó bà con mới đánh giá được là cái hiệu quả trước khi phun thuốc và sau khi phun thuốc. Mình sẽ quay toàn bộ những vườn phun thuốc mà bên trái cây thông Mũ Lắk hỗ trợ cho bà con nông dân, để bà con đánh giá được một cái năng suất sau khi chúng ta phun những cái dòng canxi, dòng nấm khuẩn và dòng phương pháp kỹ thuật làm sao cho nó hiệu quả. Thì với cái vườn bơ này mình nhắc lại là bà con tập trung phun vào thuốc chặn đọt, hãm ngọn, để cho dinh dưỡng tập trung nó nuôi vào trái, không là nó sẽ rụng hết trái. Và cái thứ hai đó bà con phun thuốc nấm giai đoạn này. Và cái thứ ba vẫn là canxi bo và thuốc côn trùng kết thúc. Thì giai đoạn này vẫn còn một đợt nó là phát đọt và rụng sinh lý. Giai đoạn này giai đoạn rất là quan trọng. Nếu bà con không tập trung dinh dưỡng phun cho cây á, thì hoàn toàn những cái trái đang đậu sẽ rụng hết. Đó là mình chia sẻ bà con để bà con khắc phục được tình trạng này, tránh để tình trạng kêu trái nhỏ này là bà con vui mừng, chưa vui mừng được đâu. Cái này mới là 30% thôi, 30% là trái bà con đã yên tâm rồi, nhưng bà con phải chăm sóc phun thuốc thì nó sẽ đậu nữa, đậu rất là nhiều. Như cái cây bơ này quay bà con á, một chùm trung bình là 4 đến 5 quả, thì một quả cho nó 6 đến 5 6 lạng đi thì là một chùm gần 2 kg rồi. Thì có lẽ với cây bơ này á, chúng ta phải lặt bỏ bớt đi vì sản lượng đậu rất là nhiều, sẽ còn trải qua hai giai đoạn rụng sinh lý của phát đọt nữa. Giai đoạn này bà con đã hãm ngọn, cung cấp dinh dưỡng vô lá, thì những đợt lá nó già ra thì bà con sẽ yên tâm hơn. Và sau đó tầm 2 đến 3 tháng và bắt đầu vô mùa mưa sẽ phát hai cơ đọt nữa. Thì cái đó vấn đề mình quay để bà con xem. Và những ai bà con nào á đang có bơ ghép hoặc bơ chỉnh 10 hoặc là bơ thường á, hoặc giống 034 á, đang có hiện trạng này á, thì mình nghiêng bà con phun thuốc hãm ngọn, phun canxi và chống rụng trái, dẹp trái. Quan trọng nhất là vẫn côn trùng kết thúc nha bà con. Thì vấn đề nếu mà từ nhỏ này bà con chúng ta phòng không bị chích thúc thì quả trái chúng ta sẽ đẹp và rất là đều. Thì đây là vườn của anh Hiền, anh chia sẻ thì năm ngoái có 2 cây mà không được bao nhiêu trái đó, 2 cây mà được có tầm khoảng cỡ 10 đến 20 kg à, mà cây rất là to. Cây này anh chia sẻ là anh trồng gần 10 năm rồi, đó bơ ghép á, mà trái rất là to, đều và đẹp, trái dài. Thì đây là clip mình quay, thì tầm khoảng cỡ 1 tháng đến 2 tháng nữa mình sẽ quay tiếp cho bà con xem về cây bơ này. Thì mình rất tiếc là mình không quay được giai đoạn đầu để cho con xem từ lúc mà nó xả nhị đến lúc mà đã có hình thành trái nhỏ như này. Thì tất cả cây bơ bà con sau khi xả nhị mà lượng trái nhỏ như thế này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con phun thuốc để cho nó đậu nó rất là cao. Như mình nói ở trên á, cái vấn đề quan trọng nhất là hãm ngọn nha. Cái lúc mà đang nở hoa là con không được phun thuốc hãm ngọn, vì nếu mà con phun vào sẽ hỏng hết cả hoa và trái. Đó, vì nó ức chế lại nên bà con lưu ý đó. Còn với vấn đề mà nó xả nhị như trái này thì bà con cứ yên tâm nha. Thì clip này mình quay tổng hợp giữa hai vườn là vườn chị Mãn và vườn anh Hiên ở Krông Anna. Thì ở gần cuối clip á, là vườn của chị Mãn, mình đang thăm vườn mà hỗ trợ cho chị giữa bơ ghép và bơ bút
thì bà con cứ theo dõi ở toàn clip. Thì về vấn đề bơ ghép á, vấn đề bơ ghép bữa nay là đang trong giai đoạn xả nhị, nên bà con thận trọng cho mình, lưu ý cho mình nha. Đối với những vườn mà xả nhị đột ngột, xả nhị rụng cuống ho rất nhiều á, cho con xem lại vấn đề tại sao nó rụng như thế này thì đã đưa ra phương án khắc phục. Với một chùm ho nó rụng gần hết chỉ còn được 20 đến 30% thì chúng ta cũng vẫn có đưa ra phương pháp cứu chữa được. Đừng để khi mà rụng sạch hết không còn gì và con cứu chữa thì nó muộn. Đó là mình chia sẻ với con. Thì những thắc mắc nào á, nhà con muốn biết về cơ chế của cây bơ của mình á, thì con có thể điện thoại cho mình. Vì tùy vườn mà có những cái cơ chế trồng khác nhau và nó liên quan rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là chế độ bón phân, chăm sóc và xiết nước và thổ nhưỡng, trồng sen hay trồng độc canh, đó là nhiều vấn đề lắm. Thì đây là vườn của chị Mãn đây, mình quay hai vườn chung với nhau. Thì vườn này là vườn của anh Hiến sau khi xả nhị, còn vườn này là vườn của chị Mãn, có những cái bơ nó đang bắt đầu xả nhị trái nhỏ nhỏ nhỏ. Thì mình cũng khuyên anh là nếu mà nhắm khoảng cỡ trên 50% trái thì cho anh phun canxi đậu trái luôn. Sau khi phun canxi đậu trái thì tiến hành phun thuốc chặn đọt, hãm gọn để cho cái đọt non nó già dinh dưỡng, không bị cạnh tranh và sẽ không bị rụng. Qua đó có thể phun thuốc côn trùng kết thúc. Đặc biệt giai đoạn này bà con không nên phun thuốc sâu nhiều nha. Phun sâu nhẹ thôi chứ đừng có phun nặng quá thì có thể gây hiện tượng là rụng hoa, rụng trái. Bà con phun một số dòng thuốc sâu sinh học hoặc nhúng màng. Đó mình sẽ tùy vào cái cây của chúng ta. Nếu lá nhiều chúng ta phun khác mà lá ít chúng ta phun khác. Đó là mình sẽ chia sẻ cho bà con nha. Chứ bà con đừng có phun quá liều. Vì một số bà con ta hay phun quá liều nên gây hiện tượng là ngộ độc thuốc. Nên là ảnh hưởng đến cây rất là nhiều. Còn đây là những cây bơ mình quay rất là chi tiết cho bà con xem trong giai đoạn chuẩn bị xả nhị. Thì mình cũng nhắc nhở cho nhà chị Mãn là nếu trường hợp cây nào xả nhị đột ngột á, chúng ta tiến hành phun canxi liền luôn. Và nếu gặp mưa chúng ta phải tiến hành phun thêm một số dòng thuốc nấm đó để đảm bảo được cái tình trạng mà cây nó bị nấm trên cuống hoa và không đậu. Đó là một số lưu ý. Thì những cái bơ này mình sẽ quay lại hết để sau này thời gian là 1 đến 2 tháng mình sẽ quay kiểm tra lại để cho con chúng ta xem. Thì mình cũng như bà con này, khi quay một cái cây trồng nào á thì mình cũng rất là thích, sau thời gian 2 3 tháng chúng ta sẽ quay lại kiểm tra nó phát triển như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, mình cũng rất thích. Nên bà con cứ đợi chờ và đăng ký kênh, mình sẽ quay toàn bộ những cây bơ mà đang trong giai đoạn xả nhị này. Sẽ còn rất nhiều vườn xả nhị nên trong thời gian này thời tiết cũng nắng đẹp, nó sẽ nếu mà thời tiết nắng đẹp như thế này mình khẳng định thì hầu như năm nay bà con sẽ đạt mùa rất là cao. Đó là ở Buôn Hồ, Đắk Lắk và một số huyện như Krông Anna, Krông Bắc, rồi Cư Mường Nga, Ea Leo, đó là những và Krông Năng, đó là những huyện chung của tỉnh Đắk Lắk mà có sản lượng bơ trồng rất là nhiều. Thì sau như mình được biết thì ở bên Lâm Đồng hiện tại vào ngày mùng 28 đến ngày mùng 1 tháng 3, 28 tháng 2 đến 1 tháng 3 thì bên Lâm Đồng bị mưa nên khiến cho sản lượng bơ đó nó mất mùa rất là nhiều. Nên năm nay hy vọng bà con ở bên Đắk Lắk chúng ta sẽ đạt được mùa bơ hiệu quả và giá thành nó cao hơn. Đó là điều giữa trái cây thương vụ Lắk cũng hy vọng và cũng giúp cho bà con chúng ta đạt được một năng suất cao. Thì clip này mình cũng quay rất là chi tiết, xem từng cái lúc mà từng giai đoạn của cái bơ nó rụng để bà con chúng ta ai mình quay từng giai đoạn như thế này á thì bà con chúng ta sẽ nắm bắt được từ lúc mà nó nở ho, nó xả nhụy trái như thế nào, bà con xem bà con nắm rõ được. Nhiều người chúng ta nông dân chúng ta rất là bỡ ngỡ, không biết cái ho nó phân tầng là như thế nào, nó nở là như thế nào, giai đoạn nào xả nhụy và xả nhụy nó sẽ rụng như thế nào và khi nào mình biết nó xả nhụy là nó thành trái. Thì đây mình sẽ hướng dẫn bà con với cây bơ, đây là bơ ghép nha, mình chưa nói về bơ bút đâu vì bơ bút chưa tới giai đoạn xả nhụy. Khi nào bơ bút xả nhụy mình sẽ hướng dẫn bà con giai đoạn xả nhụy, giai đoạn nào quan trọng. Thì đây toàn bộ là bơ ghép, chỉ có vài cây bơ bút thôi nhưng mà chưa xả nhụy. Thì dự kiến trong vòng khoảng cỡ 15 đến 20 ngày nữa là bơ bút sẽ xả nhụy đợt 1. Thì vấn đề đó vấn đề quan trọng. Thì mình sẽ cập nhật và thông báo cho bà con rõ về vấn đề mà xả nhụy để bà con kịp thời những phương án mà khắc phục. Thì đây đây là cây bơ bút trước mặt mình quay bà con xem nè. Nó phát đọt. Thì vấn đề phát đọt là bà con đừng có lo. Mình nói vậy nên bà con yên tâm đi, nó phát đọt nhưng nó không cần chăm dinh dưỡng bao nhiêu đâu. Khi mà nó xả nhụy xong bà con phun thuốc vào á, hạt trước khi xả nhụy lúc phân tầng á, giai đoạn 3, nhưng mà hướng dẫn ở chị clip cách này khoảng gần 1 tháng á, thì bà con yên tâm sẽ không sao hết, bà con sẽ phun thuốc và dinh dưỡng sẽ tập trung vừa nuôi ngọn và vừa nuôi hoa thì sẽ không gây ra hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, mà lúc đó cái lá sẽ nhanh già hơn. Khi mà già xong á thì trái cũng đã xả nhụy xong thì chúng ta tiến hành tập trung dinh dưỡng phun vào lá sẽ hấp thụ rất là nhanh nên đó lúc đó trái sẽ đậu nhiều. Thì bà con yên tâm đi, mình sẽ hướng dẫn cho bà con từ từ. Thì một nữa bà con cứ đăng ký kênh, mình sẽ quay từ từ từng cây bơ, bơ thường, bơ ghép, bơ gì mình cũng quay hết cho bà con xem. Thì vấn đề mạnh nhất vẫn bây giờ đó là bơ bút, và bơ thường thì vẫn quan trọng vì giá thành của bơ thường tiêu thụ ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều,
và được mọi vùng tiêu thụ ở cả nước. Và cái vấn đề thứ hai vẫn là bơ búp. Thì một lần nữa bà con cứ xem video và đăng ký kênh nha, mình sẽ hướng dẫn bà con từ từ từng giai đoạn.